Chính tháng Giêng là cái ngày để tưởng niệm cái trận Hoàng Sa. Mà nói tới Hoàng Sa đó thì không thể nào nói là một chiến thắng được. Mặc dù rằng là chúng ta có tới 4 cái tàu trong khi Trung Cộng chỉ có 3 chiếc. Mà một trong những 4 cái tàu đó, đó là cái tàu HQ-5 nó lại là có một cái gọi là vũ khí vượt trội mà tàu Trung Quốc không có, đó là đạn Đại Bác 127 ly. Đấy, thì và nhưng mà ở người hải ngoại này vẫn năm nào cũng mang tinh thần Ngụy Văn Thà ra để nói. Thì không biết các bác có những cái gì về trong cái những cái ấn tượng gì về cái ngày đó hay không, nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc lại là ở Việt Nam hai bà Ngụy Văn Thà ở quận 10 và bà Tạ Thành Chí, Nguyễn Thành Chí, hai bà đều được nhà nước cấp lại cho một cái căn hộ mới. Cái căn hộ cũ đó là quá thời gian để cho cái an toàn, thành những bắt buộc phải phá đi và sửa lại. Và khi sửa lại thì tất cả các chủ nhà cũ đó đều có quyền trở lại để ở, nhưng mà phải trả một cái số tiền gọi là tiền chi phí. Nó rất là rẻ do so sánh nếu mà mình bỏ tiền đi mua một cái căn nhà mới, tức là một cái giá gọi là giá tượng trưng để nó chi phí. Thì anh Huy Đức của tờ báo của bên Người Thắng Cuộc, người mà đã cả cộng đồng này và cả trong nước đều chê trách anh ta. Bữa hôm nọ trong tháng 11 về, tôi có gặp Huy Đức ở trong quán 30 tháng 4 và tôi ngồi một số nhà báo. Tôi có tới bắt tay Huy Đức và tôi xưng tôi là KBC Hải Ngoại. Để bắt tay thì vẫn là bắt tay, thế nhưng mà chúng tôi phải khen Huy Đức, anh đã vận động tiền để mà giúp cho bà Ngụy Văn Thà để có đủ tiền để mua lại cái căn nhà. Thì ở cái cộng đồng này á, cái gọi là lại lên tiếng bôi bác nhà của mình, bây giờ mình lại phải đi mua này kia đại khái như vậy. Thì thí dụ bây giờ cái nhà mình đang ở đây, ở Mỹ đây không nói đâu, mình phá đi xong mình đi mượn tiền hay là mình lấy tiền mình ra mình trả, thì cái đó có phải là mình đi mua lại căn nhà của mình không? Mà căn nhà mình mới á, thì đương nhiên nó có giá trị hơn. Tại sao lại xuyên tạc tới cái mức như vậy? Và diễn hành năm nay cũng lại sẽ có một chiếc con tàu hải cưu Nhật Tảo HQ-10, là con tàu mà anh Nguyễn Thành Chí và bà anh phó hạm trưởng Nguyễn Thành Chí và anh hạm trưởng Nguyễn Văn Thà là hai người chết trên cái tàu đó. Chúng tôi đặt cái câu hỏi ra đó, bà Nguyễn Thành Chí mới chết này, mới mất đây, thì cái nhà bà thì bây giờ con của anh Chí ở thì đương nhiên rồi, nhưng mà đó, cái cộng đồng này và đặc biệt là anh em hải quân đã giúp cho bà Ngụy Văn Thà và bà Nguyễn Thành Chí một cách nào từ lúc các anh bỏ chạy qua đây cho tới ngày hôm nay 43 năm, chỉ một lần duy nhất bà Ngụy Văn Thà nói là tôi nhận được hơn 800, khoảng hình như 850. Một lần duy nhất anh Trần Quốc Bảo là chủ tịch của cái tổ chức Phục Hưng. Tổ chức Phục Hưng là cơ quan ngoại vi của Mặt trận Việt Tân. Nhưng mà lúc đó đó thì vì mới thành lập tổ chức Phục Hưng, thành ra Trần Quốc Bảo cùng khóa 12 với lại anh Ngụy Văn Thà muốn lấy tiếng tăm. Thành ra gom anh em lại để gửi một cái số tiền về cho bà Nguyễn Văn Thà. Còn riêng á, bà Nguyễn Thành Chí thì nhận được bao nhiêu thì chúng tôi không biết. Và từ đó cho tới nay không bao giờ hai vị này nhận được. Nhưng mỗi một năm cộng đồng lại cứ mang tên người ta ra để làm cái gì. Và năm nay nữa thì hai bác có cái chuyện đó thì chuyện cộng đồng thôi. Còn cái chuyện lịch sử đó thì hai bác có nghe gì với cái vấn đề trận đánh Hoàng Sa hồi lúc đó? Cái chuyện đó thì bây giờ tôi nghĩ rằng năm mấy mươi năm nay rồi mình cũng đã nói nhiều rồi, sự thật thì đã cũng phơi bày ra rồi. Nhưng mà có cái điều là ngày hôm qua thì tôi tình cờ tôi nghe được, tôi xem được cái bản tin ở trên cái đài TV, nghĩa là Vietfest TV, thì là tôi nghe cái ông nhà sư ngôn viên đó, là hình như là ông Anh Dũng hay ông gì đó không biết, mà ông trích đoạn của cái
của cái bản tin của đài BBC, mà BBC thì nói nguyên thiên, mà ông trích ra thì ông cũng nói lại một cách nguyên thiên, thành ra người ta không nghe được gì cả. Rồi trích cả cái đám hình lên, mà cái hình đó lại được được sao chép từ cái, nó là mấy cái tờ báo đâu, là mấy vị sĩ quan trên tàu nào của Việt Nam Cộng Hòa đó, rồi trích một mớ bản đồ mà in lèm bèm lắm mà đưa lên TV, thành ra nó người ta nghe người ta không biết nó là cái gì nữa, nói rồi nó là bên nào phải bên nào quấy, cái gì không rõ ràng cái gì mà vẫn trích tin, gọi là tin của BBC. Thì tôi thấy cả cái tầm vóc một cái đài như thế, mà một cái bản tin như thế mà còn trích dẫn cái bản tin của cái ông BBC, là cái ông mà bây giờ thường ưa bình luận tin đưa lên là rất là nhiều cái bố láo. Thì tôi thấy cái việc lớn như thế mà các ông nhìn cái vấn đề, rốt cuộc rồi chả ai, cái người xem cũng không biết mới ông muốn nói cái gì về 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 Hoàng Sa Trường Sa. Dạ, thưa cái bác Phương nói là trích một cái đoạn của BBC đó, trích cả vâng, thì cái mình đã nói nhiều rồi, tức là một nửa cái ổ bánh, nó là nửa ổ bánh, chứ còn bây giờ nó 1/10 cái ổ bánh, thì nó chỉ là 1/10, nhưng 1/10 sự thật thì nó không còn là sự thật. Đến 9/10 sự thật, nó cũng không là sự thật. Thành ra, nói là BBC, cái anh Dũng đó, BBC đó, coi như rằng thì là anh ấy thừa hưởng lại cái uy danh của cái đài BBC, thì bây giờ là anh ấy phỏng vấn nhiều người, phỏng vấn nhiều chuyện, không có điều gì đáng trách cả. Thế nhưng mà bây giờ mà để trở về cái ngày mà mất cái Hoàng Sa đó, là tức là ngày 27 tháng Giêng phải không ạ? Giêng. Là ngày 19 tháng Giêng. Mà ngày 19 tháng Giêng đó, thì mất đó là nó trước mũi của đệ thất hạm đội. Vâng, đúng rồi. Trước mũi của đệ thất hạm đội. Và mình mới hiểu rằng thì là người Mỹ và người tàu nó đã nhường nhau ở Biển Đông rồi. Đúng không ạ? Và mình mới thấy rằng thì là nó nhường nhau ở Biển Đông, nhưng mà nó có một cái thế này. Nó có một cái thế này trong cái vụ mà đi ra Hoàng Sa đó, thì có một anh Mỹ. Anh Mỹ đó thì anh Mỹ đã đi theo, thì anh ấy coi, thế người ta mới phỏng vấn rằng cái anh Mỹ này thì anh ấy làm cái gì, thì bảo anh Mỹ này nó ra để mà vì có nó thì mình nó mới viện trợ để mà mình xây cái đường bay ở ngoài Hoàng Sa. Thế thì mình mới nhìn thấy hai mặt nó là thế này. Cái anh Mỹ đó nó ra để mà nó làm chứng rằng thì là mình có vi phạm, mình vi phạm cái hiệp định, phải không ạ? Bởi vì rằng thì là chỉ được đổi vũ khí một đổi một, và mình không được xây thêm. Thằng Mỹ này nó tới nó làm chứng gian là mình đương phát triển cái Hoàng Sa, cho nên đó người Mỹ nó mới không cứu mình. Do đó mà cái anh em cái tàu của mình chìm theo cái luật của quốc tế, thì nếu mà mình kêu lên nó cũng không vớt nữa. Rất lấy làm ngạc nhiên là người Mỹ nó không vớt những thằng này. Đây nó bảo rằng đây là những người vi phạm, đây là những người một trong những các cái người mà gọi là vi phạm cái hiệp định quốc tế, chứ không phải đây là những người gặp nạn đúng rồi. Cho nên nó không vớt. Đấy thì mình phải nhìn cái đáy của vấn đề đó là như vậy. Và cái kế đó nữa là xin nhắc lại là cái ranh giới của cái Hoàng Sa đó, nó vẫn nằm ở bên dưới vị tướng 17. Dạ vâng. Thành ra cái đó còn thuộc về lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Mà nói cái chữ mình mà bác Cường nói nãy giờ đó là mình, đó là Việt Nam Cộng Hòa. Đúng rồi. Dạ. Thành ra xin nghĩa là xin nhắc lại để cho mình xác định rõ cái vị trí.
và cái cương vị của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó như thế nào. Nhưng mà những người Trung Cộng cực đoan đây họ vẫn cứ đổi tại cho là Việt Nam bán Bà Đào, bán đất. Thì khi mà chúng tôi đặt vấn đề hỏi tại cái hoàng gia giống như bác Cường nói đó, bác Phương nói đó, nó nằm ở dưới vĩ tuyến 17, nó hình như là dưới cái, nó nằm ở trong cái vĩ tuyến là 19 hay là tới như dạ, ngang Nha Trang ngang Đà Nẵng, nhà Hoàng Sa ngang lên Đà Nẵng. Thì như vậy đó thì là cái đó là thuộc quyền của ai, thì họ bí quá họ mới mang cái công hàm ngoại giao của ông Phạm Văn Đồng. Thì đó là cái công hàm ngoại giao của ông Phạm Văn Đồng, ông viết trước cái ngày trước năm 1954. Thì như vậy ông Phạm Văn Đồng ông có quyền ông nhượng cái Hoàng Sa này lại cho Trung Quốc à, tức là ông qua mặt luôn cả ông Ngô Đình Diệm đó. Đấy, ai là thủ tướng, ai là tổng thống để cái những cái họ rồi họ bí nữa họ lại lấy nhau. Thì bây giờ đó Việt Nam Cộng Hòa tao làm mất thì bây giờ Việt Cộng mày lấy đi. Tôi bảo tôi không phải là Việt Cộng mà tôi bảo là tôi lấy đi, nhưng mà tôi hỏi là các anh á, gọi là cãi kiểu cãi củ nhưa củ cày, cái là các anh bí quá, các anh không có một cái lý do gì mà để các anh mà gọi là để xuyên tạc nữa. Các anh nói như vậy là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng để công hàm, rồi bây giờ các anh lại bảo là bây giờ Việt Nam Cộng Hòa làm mất thì bây giờ là Việt Cộng giỏi lấy lại đi. Thế tôi bảo Việt Cộng giỏi lấy lại đi thì người ta đang làm chứ đâu phải người ta không làm đâu, vẫn khiếu nại, vẫn đưa ra Liên Hiệp Quốc, vẫn nói chuyện. Và bây giờ trong cái luật đó, họ không có hiếu động như quý vị, họ làm theo cái vấn đề mà cái những cái thủ tục ngoại giao, tức là mình đi dùng cái phần mềm chứ mình không đi dùng cái phần cứng. Mà nếu đã cứng thì mình là chính chọi với đá, thì làm sao mình chọi lại được với đá. Nhưng mà nếu mà khi cần chọi thì vẫn phải chọi thôi. Mà anh thì cái hồi mà Phi Luật Tân mà kiện cái đường 9 đoạn của Trung Quốc ra tòa án quốc tế đó, thì mình mới nói rằng mình hèn hơn thằng Phi Luật Tân, không ạ, mình không dám. Thế thì bây giờ mình mới nhìn thấy là ông Phi Luật Tân sau khi mà ông ấy kiện xong rồi, ông lại tới Bắc Kinh. Ông ấy lại mè nheo người Mỹ. Cũng là cái tâm trạng của nó không khác gì Việt Nam Cộng Hòa. Cũng oán trách Mỹ. Cái thủ phạm nó nằm ở đây này, và người Mỹ là cái quyền lợi của họ. Đúng rồi. Thưa anh nhắc tới cái công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 của cái thủ tướng Trung Quốc, mà nó mới gửi một cái công hàm gửi cái công hàm là nó hô hào những các cái người ở trong thế giới cộng sản đó rằng thì là chúng ta đổi cái hải phận quốc tế từ 3 hải lý cho tới 12 hải lý, ra 12 hải lý. Bởi vì rằng lúc bấy giờ đó, quốc tế thì nó công nhận là từ trong đất liền đi ra đến ngoài có 3 hải lý thôi. 3 hải lý rồi. Mà vũ khí thì nó tối tân. Tàu, để thất hạm đội các tàu mà nó đi qua, nó nằm ở cách 3 hải lý đó thì nó không khác gì nó đi qua cửa sổ nhà mình, nó ném lựu đạn vào cũng còn được nữa. Do đó mà bên phía cộng sản đó, bên phía các nước cộng sản thì nó mới đòi hỏi rằng thì là phải tăng ra 12 hải lý, tức là nó đã nhìn thấy, lúc bấy giờ đã nhìn thấy cái vai trò của đệ thất hạm đội về gì đó. Do đó nó mới kêu gọi rằng yêu cầu Liên Hiệp Quốc công nhận cái 12 hải lý, chứ còn cái 3 hải lý nó quá gần. Đúng rồi. Đấy là lý do. Và ông Phạm Văn Đồng thì ông ấy đồng ý cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đó nó nằm trong cái thế giới cộng sản, thế giới của chúng tôi, mà không lý gì mà cái đệ thất hạm đội thì nghênh ngang suốt dọc Thái Bình Dương, mà còn thì chúng tôi thì anh cứ nhốt chúng tôi ở Đài Loan, anh nhốt chúng tôi ở trong lục địa, đâu có được. Thành ra cái 12 hải lý, cái lý do nó là như vậy. Và thưa bây giờ, mình mới nhìn thấy là các tàu chiến của Mỹ, nó cũng lảng vảng, nó đi vào cái vùng 12 hải lý, phải không ạ? Đi vào gần mấy cái đảo nhân tạo của Trung Quốc mấy gì đó.
rồi thì là đi sát rất gần luôn. Vâng, đấy vậy thì cái 12 hải lý là của công hàm Phạm Văn Đồng. Đúng rồi. Cái 12 hải lý là cái đó đó. Chứ không có nói bán chát gì trong đó cả. Mà không có đề tên là ví dụ như là tôi đồng ý bán cái đảo này, đảo A, đảo B, đảo C. Đâu có nói gì là bán đảo đâu. Hay là nhượng đảo đâu. Thì lại là một vấn đề bố láo nữa, buôn hàng giả nữa. Mà tôi nói, tôi nghe nhưng mà không biết là cái nguồn tin mình cỡ như là phó thường dân như mình ở đây làm gì có cái cơ hội để mà kiểm chứng cái đó. Thì nói rằng Mỹ nó bảo với Trung Quốc rằng tôi sẽ bỏ bom ở miền Bắc, tức như là bỏ bom một trận, nghĩa là chống máy như thế đó, thì là đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Đấy, nghĩa là không còn một cái chén để mà ăn cơm. Đấy thì là các bác đừng có kêu, nghĩa là nói với Trung Cộng, Mỹ nói với Trung Cộng vậy đó, tôi sẽ làm thịt cái thành phố Hà Nội, đưa chúng nó trở về thời kỳ đồ đá. Thì các bác đừng có kêu, thì tôi để cho các bác được quyền lấy cái đảo, được quyền lấy châu Hoàng Sa. Đó là một cuộc đánh đổi. Thì vì thế mà trong cái lúc mà chiến sự xảy ra của đảo Hoàng Sa đấy, thì tàu của đệ thất hạm đội Mỹ nằm trong vùng đó không xa, mà vẫn không cứu vớt, mà vẫn không tiếp, mà không lên tiếng gì cả hết. Thì là đúng là một cái sự thương lượng tài tình để cho, nghĩa là để cho Mỹ nó dội bom, đánh bom miền Bắc, mà đồng thời cái lý do để cho Trung Quốc nó chiếm đảo của Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Nam Cộng Hòa không kêu được vào đâu. Vâng, thế như bác Cường nói đó, thì chúng ta thấy là cái đệ thất hạm đội nó nằm ngay ở đó. Không lẽ nó không nghe được cái tiếng chúng. Mà Việt Nam Cộng Hòa thì từ xưa nay đó, ngay cả vấn đề mà đi thả bom ở trong chiến khu R hoặc là cái gì, đều phải thông báo cho Mỹ biết cái chiến dịch. Đó là lý do tại sao mà chiến dịch Phượng Hoàng do cái phát động, Việt Nam phát động, nó gọi là Phoenix Operation, đấy, là con Phượng Hoàng. Mỗi một lần đi hành quân là phải báo cho Mỹ biết. Mà những cái tin tức chẳng hạn như là bây giờ cục R đang có một cái phiên họp ngày mấy tháng mấy, thì sau khi họ rút đi rồi thì B-52 mới tới mới thả bom. Thế mình cứ thả bom là sau, thì có phải là cái vấn đề ở đây nó đã có một cái sự mặc cả trong chiến tranh. Tức là Mỹ và Bắc Việt luôn luôn có những cái liên lạc và thông báo lẫn nhau. Cái chiến dịch Phượng Hoàng cũng vậy. Tại sao mình đưa quân vào cả một cái sư đoàn đấy, chứ phải cái quân số lên, đi suốt ngày, suốt đêm, suốt cả đi cả một tuần lễ, quay trở ra mấy người chết, trong khi chẳng bắt được anh Việt Cộng nào hết. Đó là cái lý do mà phải chăng mà cái vụ mà Hoàng Sa cũng vậy, chắc chắn mình phải thông báo. Chứ không thôi mà đệ thất hạm đội tự nhiên nghe súng nổ đùng 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 lên, cái họ cũng phải lo và họ đấy, họ đánh đỡ nhé. Đó. Thế mà tại sao bây giờ họ lại im lặng? Và theo nguyên tắc ở trên biển, khi mà quý vị thấy một cái tàu nổ lâm nạn, cũng giống như là những cái tàu mà vượt biên, những người vượt biên bè vẫn ở kia, thì cái tàu buôn, tàu nào đi ngang qua thì phải đón. Và khi đón vào đó thì mình lại phải mang về nước mình. Và cái nước đó là nhận những cái người đó làm dân tị nạn. Đó là lý do tại sao có những người boat people mà ở Đan Mạch hay là ở Na Uy hay là ở những cái nước Âu Châu hoặc ở Úc. Thế bây giờ thì vấn đề đấy rõ ràng rồi. Lịch sử chứng minh rồi. Đấy. Và thời gian chứng minh cái những sự thật của lịch sử. Lịch sử nó là lịch sử. Thành ra sau cái vụ mà mất Hoàng Sa rồi đó, thì nhân là một số binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa chết ở trên biển, và đồng thời một số bị bắt đưa về Hồng Kông. Thì lúc đó là bác Nguyễn Cao Kỳ là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa sang bên đó lãnh anh em về, nhà mang về. Con số thì tôi bao nhiêu không biết, nhưng mà đích xác là có một cái công vụ để cho bác Nguyễn Cao Kỳ đi sang bên đó lãnh anh em, chứ nghe là bị bắt đưa về Hồng Kông. Thì bác thấy rằng trong KBG Hải Ngoại tôi đưa bài của ông Trung tá Lê Văn Thự, Hải quân Trung tá Lê Văn Thự. Ông là Việt Nam Cộng Hòa,
và ông viết lại cái bài đó rất là rõ ràng và chi tiết, bởi vì ông là hạm trưởng hạm số 16, hình như số 16 là Trần Khánh Dư đó. Thì ông đã viết lại sự thật là cái ông lần cuối cùng là ông đại tá Hà Văn Nhạc chiều ngày 18 ra lệnh tấn công. Thế sau đó đó thì rồi cái từ lúc đó trở đi ông không nghe tiếng ông Hà Văn Nhạc nữa. Và cái HQ-16 đó cũng đi về Đà Nẵng chứ không về cái mà tại sao lại cái nói rằng là có mặt ông Lê Văn Thự trong cái phòng họp nữa. Ông đại tá Hà Văn Nhạc thì giờ ông cũng chết rồi thì cũng chẳng có nói gì đến điều gì. Nhưng mà đó ông Lê Văn Thự ông dám phản bác tất cả những bài viết xuyên tạc về chiến thắng Hoàng Sa. Chúng tôi gọi đây là cuộc hải chiến Hoàng Sa chứ không phải là chiến thắng được. Bởi vì mình bị mất đảo thì không thể nào gọi là chiến thắng được. Cũng giống như ngày 30 tháng 4, đó mình thua, mình leo tàu, mình leo máy bay, mình bỏ, mình chạy trốn. Thì không thể nào nói là cái cuộc chiến thắng được. Đấy. Thì đó là cái để mà chia sẻ với các bác về cái vấn đề, có lẽ là cái vấn đề Hoàng Sa bây giờ nói đi nói lại nó cũng chỉ có thế thôi. Tuy nhiên nhân tiện đây đó thì mình lại bắt qua cái chuyện cộng đồng. Là cái vụ bà Giang Anh Nguyễn, thưa hai bác, bác Cường và bác Phương có ý kiến gì? Bà Giang Anh Nguyễn lại mới đưa ra một cái dự luật, đây cái dự luật chứ không phải là cái luật. Dự luật là tức là mình sẽ đưa lên, mình đưa lên để rồi mình Quốc hội có chấp thuận hay không. Cũng giống như là cái vụ mà thương phê binh của bà đó là coi như là đã dẹp rồi, chìm xuống rồi. Đấy, bây giờ tháng 11 năm 2016 này sắp sửa ra ứng cử là nhà bà đang kiếm điểm. Bà nói là bà yêu cầu đưa cái vụ boat people, tức là người vượt biển, vào trong cái chương trình nghị sự song ngữ của bà không dám nói là lịch sử của Hoa Kỳ, tại vì ở nước Mỹ là đấu là học lịch sử cái kiểu của Việt Nam như vậy. Thì bà nói rằng đưa vào trong cái chương trình song ngữ để cho các cháu nó hiểu, nó hiểu được lý do tại sao boat people là cái gì. Dạ, boat people là người tàu, tại vì bà Giang Anh Nguyễn bà lai tàu, là ba tàu là, bà lai tàu thành ra boat people là người tàu. Đã, boat là tàu mà people là người mà. Boat people là người tàu. Tôi những Mỹ tôi giỏi lắm thì quý vị nghe nó vậy. Thành ra sở dĩ có cái chữ ba tàu bây giờ đó là do người tàu bỏ nước ra đi. Thời chịu không nổi cái thời mạn thanh cai trị nước.